Xin chào, chào mừng các bạn đến với chương trình Tôi Tự Làm, kênh Do It Yourself Inspiration tại Việt Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách làm một loại kem dưỡng da tay mà chúng ta có thể tự làm tại nhà rất là đơn giản và bằng những vật dụng rất là dễ tìm nữa. Chúng ta cần chuối, vaseline và whipping cream. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm nhé. Mình bỏ quả chuối vào trong tô trước. Và mình cần muỗng nĩ cái tô. Mình sắn một ít chuối vào. Dùng nĩ mình dầm cái chuối này ra. Dầm cho thật nhuyễn nha các bạn. Sau đó mình cho ít whipping cream vào. Cho khoảng 2 muỗng. Sau đó trộn đều hỗn hợp này lại. Và cho một ít kem Vaseline vào. Và mình đánh đều tất cả nguyên liệu này lại. Sau đó mình bôi lên bàn tay của mình. Vào mùa đông thì da của chúng ta thường khô và nứt nẻ rất khó chịu. Cho nên nếu mà các bạn muốn dưỡng ẩm da tay cho tay mềm mại, có độ ẩm và da đẹp thì chúng ta có thể hoàn toàn dùng công thức này tại nhà chúng ta, bôi lên tay của chúng ta để dưỡng ẩm trong mùa đông. Những nguyên liệu này rất là dễ làm. Và khi mà dưỡng ẩm cho da tay bằng nguyên liệu tự làm này rồi thì chúng ta rửa sạch tay và các bạn sẽ cảm nhận làn da của chúng ta có thay đổi đó. Và tay của chúng ta trong mùa đông sẽ không bị khô và nứt nẻ nữa. Chúng ta không cần bất kỳ loại mỹ phẩm nào đắt tiền, chúng ta hoàn toàn có thể làm công thức này tại nhà và rất là tuyệt vời đúng không? Mình nghĩ là công dụng rất là tuyệt đó. Các bạn hãy thử xem. Nếu các bạn thích video này thì các bạn đừng quên nhấn like nhé. Và đừng quên nhấn subscribe để theo dõi những video tiếp theo trong kênh Tôi Tự Làm. Nếu mà các bạn nào đã tự làm mỹ phẩm để dưỡng ẩm da tay tại nhà rồi thì các bạn hãy comment cho mình biết các bạn làm như thế nào nhé. Bye bye!